Rất ít người có khả năng làm việc hiệu suất cao như Elon Musk. Ông chủ của SpaceX và Tesla thường làm việc từ 85 đến 100 giờ mỗi tuần. Trong đó, 80% thời gian, ông làm các công việc kỹ thuật và thiết kế. Làm giàu từ kinh doanh xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn bí quyết quản lý thời gian của các tỷ phú trên thế giới như Elon Musk, Richard Branson, Warren Buffett, Bill Gates. Benjamin Franklin từng nói rằng thời gian chính là tiền bạc. Nếu không quản lý tài sản đó, làm sao bạn biết được nó sẽ đi về đâu? Quản lý thời gian là một vấn đề mà chúng ta phải đối mặt trong công việc, cuộc sống, nhưng rất ít người có khả năng giải quyết nó hoàn hảo. Tuy nhiên, đối với những CEO hàng đầu thế giới, quản lý thời gian không phải là một vấn đề đơn thuần. Nếu bạn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ ở nhiều công ty, tìm kiếm nguồn đầu tư cho dự án startup hoặc quản lý những đội nhóm siêu giỏi, cách bạn sử dụng thời gian của mình sẽ quyết định vấn đề sống còn của công ty. Elon Musk phân chia quỹ thời gian mỗi ngày thành những gói nhỏ 5 phút. Rất ít người có khả năng làm việc hiệu suất cao như Elon Musk. Ông chủ của SpaceX và Tesla thường làm việc 85 đến 100 giờ mỗi tuần. Trong đó, 80% thời gian ông làm công việc kỹ thuật và thiết kế. Theo Peter Bregman, tác giả cuốn sách 2/1, tất cả thời gian bạn cần thay thế bằng một thói quen làm việc hiệu quả thực sự, tiết lộ rằng cách quản lý thời gian hiệu quả nhất khi bạn có một lịch trình hàng ngày dày đặc là chia nhỏ thời gian mỗi ngày và ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trước. Cứ mỗi 5 phút dành cho một nhiệm vụ, bạn sẽ lần lượt giải quyết hết các vấn đề trong một ngày. Richard Branson chỉ họp trong 10 phút hoặc ít hơn. Trong một bài viết trên blog cá nhân, CEO của Virgin Group nói rằng ông rất ghét việc lãng phí thời gian vào các cuộc họp. Quá nhiều thời gian bị lãng phí bởi các cuộc họp, các chủ đề chính bị lãng quên, các chủ đề đi vào bế tắc mà mọi người thì mất tập trung. Ngoại trừ các buổi hội thảo quan trọng, hầu hết các cuộc họp không nên kéo dài quá 5 đến 10 phút. Để đảm bảo các cuộc họp diễn ra trong thời gian ngắn, Branson yêu cầu các nhân viên của ông họp đứng. Đối với nhà đầu tư Mark Cuban, ông không bao giờ đồng ý gặp những người không hẹn trước. Khi được hỏi về lời khuyên để làm việc năng suất nhất, tỷ phú Mark Cuban đã rất nhanh khuyên đừng bao giờ đi họp, trừ phi bắt buộc. Họp hành là việc rất mất thời gian, chúng thường xuyên bắt đầu muộn, chọn nhầm người tham gia, đi lòng vòng và kéo dài. Nếu bạn là người tổ chức, hãy giữ cuộc họp ngắn nhất có thể và đi thẳng vào vấn đề. 1 giờ phát triển bản thân của các tỷ phú khác trên thế giới. Nhiều nhà lãnh đạo như Elon Musk, Oprah Winfrey, Bill Gates, Warren Buffett và Mark Zuckerberg dù bận rộn đều dành ra 1 giờ mỗi ngày, khoảng 5 giờ mỗi tuần để dành cho các hoạt động phát triển bản thân. Các vị tỷ phú hay gọi quy tắc này là quy tắc 5 giờ. Đây là khoảng thời gian dùng cho 3 hoạt động chính, đó chính là đọc sách, suy ngẫm và thử nghiệm. Oprah Winfrey cũng đề cập nhiều lần về việc sách góp phần không nhỏ trong thành công của bà. Sách là cánh cửa đưa đến sự tự do cá nhân, cũng như chia sẻ thói quen đọc sách với mọi người trên thế giới thông qua câu lạc bộ sách của mình. Tỷ phú doanh nhân Sara Blakely, sáng lập hãng đồ Lost Pants, chia sẻ rằng cô có hơn 20 quyển sổ tay ghi chép những điều tồi tệ nhất đã xảy ra với cô và những kết quả đã đạt được từ việc hồi tưởng suy ngẫm này. Những người áp dụng quy tắc 5 giờ đều có lợi thế hơn những người khác. Việc học hành hoặc luyện tập kỹ năng chuyên môn vốn được xem là phải dành rất nhiều thời gian tập trung, và nhiều người nhầm lẫn giữa năng suất lao động và hiệu quả làm việc, chứ không cải thiện được bản thân. Do đó, chỉ cần dành riêng ra 5 giờ hàng tuần là bạn đã đầu tư vào việc cải thiện bản thân của mình với thời gian hợp lý. Phần lớn, mọi người mặc định chia thời gian biểu của mình theo từng giờ hoặc nửa giờ. Nhưng những người cực kỳ thành công biết họ có 1.440 phút mỗi ngày và từng phút đều quý giá. Tiền có thể mất rồi lấy lại được, nhưng thời gian thì không. Huyền thoại Olympic Senner Miller từng nói, để có ngày nay, tôi đã phải duy trì thời gian biểu gần như từng phút. Bạn phải kiểm soát từng phút để làm chủ cuộc đời của mình. Cụm từ học tập suốt đời đôi khi có vẻ rất sáo rỗng. Do đó, mỗi người cần suy nghĩ nghiêm túc về việc dành thời gian tự trau dồi bản thân để sự nghiệp luôn thành công và vững chắc. Cũng giống như việc bổ sung vitamin và tập thể dục hàng ngày để có cơ thể khỏe mạnh. Trong xã hội thông tin, chúng ta phải tích cực cập nhật kiến thức liên tục để cơ thể và tinh thần đều trong trạng thái hoạt động tốt. Trên đây là bí quyết quản lý thời gian của các tỷ phú thế giới mà Làm Giàu Từ Kinh Doanh giới thiệu đến bạn. Nếu thấy các bí quyết này hay và hữu ích, hãy chia sẻ với Làm Giàu Từ Kinh Doanh bằng cách bình luận ở bên dưới bạn nhé. Nếu bạn đang làm trong lĩnh vực kinh doanh và muốn tìm kiếm cho mình động lực và lời khuyên trên thương trường mỗi ngày, Làm giàu từ kinh doanh trân trọng giới thiệu đến độc giả một sản phẩm sáng tạo của Happy Life, cuốn sách 396 lời khuyên đắt giá về kinh doanh. Đây là cuốn sách tổng hợp những trích dẫn hay, truyền cảm hứng, những câu chuyện, bài học giá trị về các góc nhìn trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing và quản trị doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm về cuốn sách 396 lời khuyên đắt giá về kinh doanh, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.life. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share, đừng quên đăng ký kênh Làm giàu từ kinh doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm giàu từ kinh doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing. Làm giàu từ kinh doanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.